Một đoàn tàu trật bánh khi di chuyển qua khu vực lở đất do mưa lớn ở Tây Ban Nha, làm cho 49 người bị thương và một người thiệt mạng. Hai trong số 6 toa của một đoàn tàu vào hôm nay đã bị trật bánh gần thị trấn Vacasesis thuộc Tây Ban Nha, cái thành phố Barcelona 35 km về phía đông bắc. Tai nạn làm một người thiệt mạng và 49 người khác bị thương, trong đó có 5 người bị thương khả nặng. Theo AFP dẫn thông tin từ các cơ quan cấp cứu và công tin điều hành đường sắt cho biết, Tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng do một vụ lỡ đất, khi tàu đang chở 133 người. Các nhân viên cứu hộ đang cố giải cứu những hành khách mắc kẹt trong đống đổ nát. Miền bắc Tây Ban Nha hứng chịu mưa lớn trong những ngày qua, dẫn tới lũ lụt và sạt lở đất. Khu vực xảy ra tai nạn được trang bị lưới để ngăn đá rơi xuống, nhưng không đủ sức để ngăn cản lở đất. Lở đất từng khiến tàu hỏa trật bánh tại khu vực này vào năm 2009 và 2011, khiến nhiều người bị thương.